Hello anh em. Hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại với mình. Bây giờ Dương với mình ngủ rồi, mà mình muốn con là phải kêu một thằng lại cho một thằng với một mình quay về, quay về con nó khó lắm anh em. Hai thằng nó ngủ rồi. Gạo vừa nó ngủ đây anh em. Bây giờ không biết cho thằng nào đây. Ngáo trâu nhậu ngủ ở đây anh em. Để kêu Dương dạy cho nhậu chứ. Dương. Dạy. Thầy em. Đi dạy. Theo tao nó ra đây anh em muốn biết tao gì không, từ từ là biết nha anh em. Cái loại lại ngủ quá giờ trưa ấy, tao đố thằng nào giàu được. Nhưng cái loại ốc ba đậu, ốc chó này, ốc lợn ngủ quá giờ trưa, đêm thì thức, xong là chỉ thấy đi ăn bám, ăn ké, đi chỗ nào thấy ăn thì tìm đến, thấy đòn thì tìm đi, làm không làm cái đời không khá được nhá. Thank you.
Ngọc. Ngọc ơi, phải đi làm, phải rửa mặt làm. Vậy vậy rửa mặt quay lẹ ơi. Ủa, đi quay anh kia, anh tôm hôm rồi. Vậy thì muốn vừa tiếng qua mày mày làm quay lại với tao vậy làm gì đâu bay? Nãy ông ngủ tụi tôi đem kia ông ngủ mà hỏi. Sao vậy? Ngủ ngủ mớ sao mày? Vô ria làm cứ ngủ. Cái đậu mày chưa ria vô 2 bây giờ mới làm bây giờ mới có 11 rồi vô ngủ. Cái đậu mé nè. Bỏ ghét tập bỏ nè, bỏ. Lộn sao đậu mé cái chợ cứ ngủ là cứ làm ra cái gì nữa không ơi. Trời ngủ có dám làm sao mà cười rồi chạy. Tụi mày không biết cái tính của đầu, tôi điên tôi quýnh á. Tính em hay mà. Nếu mạch lên điên là một điên vui rồi á. Cái này tưởng nói tấu chờ cái rồi. Cái đậu mẹ nó lấy cái nầu nó bẹp mà lấy cái nầu dính mỡ nữa chứ đậu mé nè. Vui ác được không? Phải cái nầu dính mỡ. Sao ngu quá anh nét mồ hôi cái gà trơn à. Lộn nó đủ mé nó rồi đó không cuốc cái thằng đứa mặt coi anh em không ngờ biểu đeo cứ ngủ biểu làm lẹ giờ chiều đi làm kiếm đồng cứ ngủ đồng luôn mẹ mày hôm nãy đem 11 giờ kêu ăn cơm mà ngủ xí vậy làm ờ đâu bây giờ ấy đủ mé rồi thi mày rồi bầm cái chân luôn tức quá đé bầm chân luôn dạ anh điên nhưng lòng anh trắng. Nhà anh nghèo dãi nắng nên anh điên. Thật lòng nó đủ mẹ nó. Trời ơi anh chị, anh cười anh nhìn anh nhớ à. Cười bạn. Tập mấy quay là đủ mẹ mày. Cười bạn. Thật lòng nó đủ mẹ, biết cái tao tét chứ này. Lòng. Trời ơi. Mẹ đưa nước lên chứ hay. Đây là nước rửa mặt mới ở nhà anh em. Xe nước của mày. Xe đâu xe chỗ đó. Mày xe cầm quay đụng mé nè. Vậy. Xe mạnh đi á, mạnh đi là nó chạy nó không có xịt. Bơi đây nè, chắc tại hết đụng mẹ nó. Lồn. Chết.
Tiền lộn phải đủ mẹ nó. Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Tiền lộn phải đủ mẹ lập á, đẩy mẹ này. Lộ thấy đủ mấy á. Hết triệu mà xeo đủ á. Cho anh tấm thang tấm bụng vậy không? Có là nó anh em đưa tiền mua sữa rửa mạch rồi với tiền nhưng cho lấy thang việc mạch vậy. Cái đụng mấy nè. À giờ nó dựng kia. Nước quậy. Nước đủ mé nè, lồn. Rồi. Rồi tay rồi kìa. Trời mỡ đầu mà không nhớ mà giờ cũng giờ nó ngủ nữa mà biết. Đủ mày biết làm mệt không? Cần cô thì bộ xe lăng. Có làm thì mày có ăn. Không làm mà rồi ăn ở đầu bùi. Em lộn quay gì nữa vậy mày? Quay gì? Không, đồ mẹ giữ ra một tép là tránh điểm ta rồi không đó. Mẹ nó muốn cười không? Lộ mày đủ quá rồi, chạy nước đi mẹ. Mẹ tại đây nha anh em. Cho bây giờ mình cho nhậu luôn nha anh em, cho nó bỏ ghét. Bỏ ghét cái tàu đậu nhé. Mỗi lần ra làm cứ ngu. Thôi, bye bye anh em nha. Anh em thấy đó lại cho anh em một like và một chia sẻ nha. Bye bye anh em. Bye bye nhậu.